Đây là không khí của buổi xin lỗi khách hàng do công ty Travelite tổ chức vào ngày 25 tháng 6. 701 hành khách đã bị đơn vị này bỏ rơi khi mới đi được nửa cuộc hành trình. Tôi về đến Việt Nam tôi chả còn đồng nào luôn, tôi thiếu tiền taxi đấy. Tôi phải xin người ta mấy ngàn tiền taxi đấy, bởi vì không đủ tiền. Mẹ tôi ôm con nhỏ khóc ở giữa sân bay Bangkok, Thái Lan. Nhóm hơn 45 người trích vé đều về, còn sót lại 15 người chúng tôi không có vé về. Không có gì bù đắp được. Theo đánh giá của các chuyên gia du lịch, với mức giá chỉ 6,4 triệu đồng một người, tương đương giá vé máy bay bay sang Thái Lan, khách hàng chọn tour của đơn vị này là quá mạo hiểm. Trong khi ước tính vào thời điểm đó, giá tour đi Thái Lan mỗi khách phải xấp xỉ 8 triệu đồng. Trên thị trường lại vẫn còn tồn tại những cái hãng lữ hành hoạt động không vì tâm, tức là sẵn sàng cắt bớt dịch vụ hoặc là dùng những cái chiêu trò để mà giảm giá để đưa ra cái mức giá không tưởng. Tức là bản thân chúng tôi cũng không thể nghĩ rằng là tại sao có thể xây dựng được một cái sản phẩm đi Thái Lan tại thời điểm này mà có dưới 7 triệu. Hấp dẫn với mức giá rẻ, nhiều khách hàng quên mất là phải quan tâm đến uy tín của đơn vị cung cấp tour. Họ không biết rằng là đôi khi với một cái công ty không có giấy phép cũng có nghĩa là họ không có đủ trình độ và năng lực để chăm lo cho chính tính mạng và tài sản của mình, thì họ lại sẵn sàng đi theo miễn là giá rẻ. Và với một cái tư duy như vậy, cho nên là không phải chỉ có một Travelite mà có rất nhiều những công ty tương tự như thế đã và đang thực hiện những cái tour đưa người Việt Nam ra nước ngoài. Thực tế, chỉ cần vào Google tìm kiếm với từ khóa tour du lịch Thái Lan, lập tức cho hàng triệu kết quả với một danh sách dài các công ty lữ hành cùng một sản phẩm tour với số ngày lưu trú như nhau mà các đơn vị đưa ra rất nhiều mức giá khác nhau. Rất khó để người dân có thể nhìn vào đó và chọn lựa được đơn vị nào là uy tín, giá nào rẻ lại đi kèm chất lượng. Ở đây cần có sự vào cuộc của các cơ quan quản lý ngành du lịch. Chúng ta đã bàn về cái việc bảo vệ quyền lợi của người nước ngoài vào Việt Nam và đang tích cực để mà chống cái chuyện là chặt chém và làm thiệt hại đến quyền lợi cũng như để tính mạng tài sản của người nước ngoài sang du lịch Việt Nam. Nhưng mà còn một cái mảng nữa cũng quan trọng không kém, đó là quyền lợi, là tính mạng, là tài sản của người Việt Nam khi đi du lịch nước ngoài cũng cần phải được quan tâm đúng mức. Năm 2012, có khoảng 3,5 triệu người Việt Nam đi du lịch nước ngoài. Các chuyên gia dự báo lượng khách này sẽ tiếp tục tăng lên và đây là một xu thế tất yếu. Thế nhưng, ngay cả các văn bản pháp lý, từ luật du lịch cho đến các văn bản dưới luật, thì việc quan tâm, đề cập đến vấn đề đưa người Việt Nam đi du lịch nước ngoài cũng còn rất ít. Tới đây thì chúng tôi cũng đang dưới sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, thì Tổng cục Du lịch cũng đang triển khai cái việc làm cái luật du lịch sửa đổi để mà bổ sung sửa đổi những cái bất cập và bổ sung những cái vấn đề mà thực tiễn đã nêu ra. Và đặc biệt trong cái luật du lịch sửa đổi tới, chúng tôi đang dự kiến là sẽ đưa vào một cái tăng cái lưu ý hơn đến cái quyền lợi của khách du lịch. Đợi chờ cho đến khi các văn bản pháp luật hoàn chỉnh thì có lẽ những câu chuyện như Travelite sẽ vẫn có thể diễn ra. Quảng cáo hấp dẫn giá rẻ so với thị trường từ 20 đến 30%. Hơn 701 con người ăn vật nằm chờ như hành xác nơi đất khách. Đơn vị lữ hành chỉ đền bù 2,5 triệu đồng, trong khi giá tour là 6,4 triệu. Đúng là tiền mất tật mang.